vô chiếc xe lịch thêm một cái góp gói thật luôn mà đúng mất. Dạ chào quý vị khán giả, thì không biết cô Dung có nhà không quý vị khán giả, để tao xem cái đó tao coi. Cô Dung ơi, cô đang làm gì? Cô Dung may đồ hả cô Dung? Hả con? Cô Dung may đồ hả con? Trời ơi, Dung, cô Dung giỏi quá. Gấu uống cà phê cô Dung ơi. Nó vào quán, nhanh đi. Trời ơi. Vì cô trong đó có nực không cô Dung? Không. Ồ ha. Cô Dung hay tợ trong đó mà không nực luôn hả cô? Hay vậy? Thì cô hồi sáng giờ có ăn gì chưa? Hả cô Dung? Có ăn gì chưa cô Dung? Trời ơi, đủ thủi với trong nhà ship đồ. Cô Dung tính ra gọn người tàu cô. Quần áo 5-6 bao luôn. Gửi thiệt. Để nghĩa cho quý vị khán giả xem à. Ồ, cô Dung quá giàu luôn à. Giàu quần áo à cô Dung. Dữ thiệt chứ. Trời ơi. Rồi cái cửa này sao mà bên hông này sao mà nó bị gách ra cô Dung? Hả cô Dung? Sao bị gách ra cô? Ôi, đây quý vị khán giả, cô Dung ship đồ nè đó. Tèn tới đàn. Không, cô Dung nhìn thấy gọn ghẻ ghê không quý vị khán giả? Im lên chứ bộ. Cô ship hồi nào tới giờ cô Dung? Ship lâu chưa? Ôi, gọn ghê luôn ha. Đồ cô Dung em đếm kỹ rồi quý vị khán giả, chắc cỡ 200 bộ chứ không có 100 đâu. Quá trời nhiều luôn. Bà ba hồi sớm á cô. Bà ba nói với con sao cô không hôm qua không dẫn bà ba đi chợ. Hẹn rồi đi lễ chứ. Hẹn rồi sao cô không xuống. Bà ba nói bà đợi cô bà quên ăn luôn á. Vì sao hôm qua hẹn với ta rồi mà không đi cô Dung? Kỳ vậy. Trời ơi. Đồ đẹp đẹp không ta ơi. Mới mua nó gì cô Dung? Hả? Cô mới mua vậy? Ủa gì thế vậy? Ủa, sáng giờ ăn uống gì chưa cô Dung? Ủa nhà hôm nay lúng coi bên một mà muốn sập rồi. Lúng rồi. Lúng rồi nè. Để con coi cái chân nè. Ủa muốn sập rồi quý vị khán giả. Lúng rồi nè. Lúng rồi. Đúng rồi. Củi này của cô hay của ai để nhờ cô Dung? Củi của cô hả? Ba. Cô lụm cho bà ba hả? Nhà này lúng rồi cô ơi. Lúng hai cái chân rồi nó xẹp xuống rồi kìa. Cô thấy nằm thì nó nghiêng có một bên không? Nghiêng có một bên mà. Rồi đôi dép cũng sợ mắt này gì mà bỏ trong nhà vậy? Trời ơi, nó dép sợ mắt đâu quý vị khán giả, để trong nhà luôn. Tính ra cô Dung kỹ lắm vô. Đây à, cô Dung cho con hỏi nè. Là giống như cái này á, là cô tắm ở đâu cô Dung? Hả cô Dung? Cô đi tắm ở đâu? Cái gì? Thay đồ xuống sông tắm rồi lên trên nhà thay đồ. Rồi cô phơi đồ ở đâu? Phơi đồ trong nhà luôn. Thôi đồ trong nhà nó hầm quá, nó hôi không cô? Không ha. Cũng em nhà này nó cô ở gì nó nóng dữ không cô Dung? Cô thấy là đây là hầm luôn á. Nhưng mà cô Dung nằm trong đây cũng hay á. Còn ở ngoài đây sao mà nó bị gách một đường cô Dung? Hả? Cô luyện võ hay gì mà nó gách đường vậy? Võ gì? Chứ sao? Bữa đó mà tôi chết tôi xé cánh cửa ra. Trời ơi, sao mà không đi cánh cửa mà xé bên hông ra? Nôn quá phải không? Kiểu như không phải ví dụ là giống như là muốn ra liền đúng không? Thì là lấy cái chân đạp nghe là gách lỗ đang ra liền chứ khỏi mở cửa. Tại cái cửa của cô cột quá trời cột rồi. Muốn mở ra cũng hơi khó để tạo ở trong cột nữa. Trời ơi, nếu mà cô chịu con mua cái ổ phá lên cho cô phá ha. Thôi. Không hả?
cô phá cột à. Mà cột nó đâu có an toàn quý vị khán giả, cái dây giống như dây này nè, lấy cái kéo cắt ngọt là đứt liền nè, không có không không luôn hả? Ôi ôi, cái ông cậu cô hôm qua rồi là kiếm cô rồi, kiếm rủ cô uống cà phê chơi rồi. Rồi sáng giờ đi làm gì cô không hả con? Sáng giờ đi làm gì, có đi lụm chai chai gì không? Không. Có đi xin gì không? Không luôn hả? Rồi hút thuốc không? Không hút luôn hả? Nghĩ ghê rồi phải không? Cô Dung, cái nhà này cô ở đây bao lâu rồi cô Dung? Mấy năm rồi? 3 năm rồi hả? Cô Dung bữa nay nhìn đẹp gái ghê luôn, từ ngày mà không còn niên nợ với chú Minh nữa là cô Dung nhìn thấy đẹp gái ra. Phải hả cô Dung? Bây giờ xong rồi mình tự mình ăn, cái về nhà đóng cửa là ngủ sướng. Còn hơi sức nào mà đi kiếm chú Minh hoài, kiếm mà ổng còn không thương nữa, đem đồ ăn cho ổng ăn, mà thỉnh thoảng ổng còn dùng công phu nữa ha. Ở mình sướng hả cô? Ôi. Ở nhà không có bình nước hả cô Dung? Không có bình nước xuống. Chạy nước. Đâu có chai đâu, có thấy đâu. Lâu lần đồng mà năm hả? Ờ, ý là mỗi lần uống là lợi nhà mà năm uống. Ờ, bà ngoại cô lau nhà kìa cô Dung. Ra lau tiếp bà ngoại. Rượu bán ngon không cô Dung? Bữa nào cô mua cô đẩy con lít coi. Ngon không? Rượu bán chắc số 1 ha. Dách lầu ha. Ồ, nực ra mồ hôi luôn, cô ra ngoài đi. Cởi. Ồ, trời, tự nhiên trong đó mà cởi, nực thấy bà luôn kìa, nghe bà ngoại ho chưa? Ngoại không ngoại? Đó kìa, ngoại kêu kìa. Ngoại kêu ra ngoại bớt cơm cho ăn kìa. Ăn mấy chén? Hay ăn mấy tô? Thấy không, nực ra mồ hôi luôn mà không chịu ra. Ở trong đây. Ờ, cái nhà bây giờ nó nghiêng có một bên rồi quý vị khán giả. Đây là quý vị khán giả không biết nhìn thấy không, nghiêng có một bên nè. Vậy sao nằm cô? Trời ơi, nó nghiêng nó nằm có một bên nè, chắc nó lăn cô vô vách không á. Nè quý vị khán giả, nè nè quý vị khán giả nhìn nè. Chờ để em bớt sáng lại đó. Nè. Thấy không, nó nghiêng có một bên nè. Nè em hình dung gì cho quý vị khán giả vừa biết là một gan nè. Ha. Hai gan nè, gần ba gan ha, gần ba gan, còn cái này một gan nè, chưa được hai gan nữa, sao nó không lúng được nè quý vị khán giả, nó lúng ghê. Ăn bao cô Dung? Không. Con muốn bao cho con? Sao kỳ vậy? Không ăn gì sao chịu nổi? Sáng giờ ăn gì chưa? Cô cháu mình lâu lâu gặp lỡ đuổi hoài. Kỳ cục, không có niên nợ gì hết á. Hôm qua cô Dung, con hát á, khán giả nó hát quá trời hay, trời ơi trời. Cô Dung hát được ngoạc nước, nhạc nước ngoài là dích lầu luôn. Quá trời hay luôn. Niên nợ. Cái nhà này cắt như vậy cô Dung? Hả cô Dung? Cô Dung ơi, nhà này cắt như vậy hả? Nhà này chắc cắt cỡ một cây vàng á ha. À, mà chú mà cô Dung cho hỏi là chú Minh có biết cô ở đây không cô Dung? Cô Dung ơi, biết không? Rồi vậy con về nha. Thôi cô Dung. Về nha. Hôm qua con rủ bà ngoại cô uống cà phê. Cô không chịu uống thì con rủ bà ngoại cô. À, thương cô Dung thôi chứ ai mà thương chú Minh. Bồ ô, cô Dung thương hết, thương chú Minh làm gì? Ông đâu có về đâu. Rồi giấc này dự định đi đâu cô Dung? Ồ, cột nhà kỹ quá ha. Cột dây giải ha. Cái đó cô lấy chìa khóa cô xích vô cô Dung ơi. Bấm lần cái một xong. Nói cô Dung đứng cái tướng mì nhòn không quý vị khán giả?
nè, nó lúng rồi nè, nè cô nhìn nè, ở ngoài trước nè nó cao nè, ở sau nó xẹp xuống nè, thấy không, lúng rồi đó, thấy không, lúng sát dưới đó. Ôi ôi, cái nhà này cắt lâu chưa cô Dung? Nhiêu năm rồi? Nhìn thấy không, con nói lúng là lúng mà. Đó, dĩ đâu vậy nè, cô thấy ở đây cao không? Ở ngoài đó thấp ổn không? Ở trong đó là cái gì cô Dung? Cái miễu hả? Ngồi đây mát hả cô? Cô đừng trong nhà nữa, chắc chưa nắng đó. Cô ra đây đi, đừng có trong nhà nữa. Để ngồi khác. Đừng ra đây, đừng ở trong đó nực thấy bà luôn, thấy cô ấy mồ hôi. Để. Buồn à? Có tâm sự gì buồn rồi. Kể cô nghe coi cô Dung. Ông gì? Đâu chú Cường ở đâu đi rước chú Minh đâu. Mà rước chú Minh cô chịu không? Con hỏi bà ba đó, là bà ba nói là cô nói với bà ba là cô còn thương chú Minh. Bởi vì quý vị khán giả hiểu cho em nha, chứ không phải tự động mà em cáp cho cô Dung đảo lời với chú Minh, mà thật sự là cô Dung còn thương chú Minh. Mà cô còn thương không cô Dung? Nói thiệt với con đi. Vậy là kêu chú Cường khỏi đi rước ha. Ha. Còn mấy là giờ tự cô quyết định, còn ấy là con sẽ kêu chú Cường đi rước chú Minh. Tại chú Cường hồi sáng có nói với con, nhưng mà muốn lên hỏi ý kiến cô là cô muốn chú Minh về đây không? Là về nhà của má chú Minh đó, chứ không phải về nhà cô. Mà chắc từ lúc xưa giờ chắc chú Minh chưa biết nhà cô đâu ha cô Dung. Đừng cho ông biết. Con hỏi nhiều lần ông cũng đâu biết đâu. Bây giờ ý cô làm sao? Cô nói cho con nghe coi. Không. Vậy là khỏi rước không? Rồi ok. Không rước thôi. Con tôn trọng ý kiến của cô mà. Tại con nghe là bà ba đó, bà ba bán cà phê á, bà nói cô bà ba hỏi Dung còn thương chú Minh không, cô nói còn. Rồi hỏi sao mà cậu Út hỏi cô Dung nói không, cái cô Dung nói cô Dung mắc cỡ. Thì không có gì thôi nha, thì là tóm lại là không rước ông về luôn. Ok. Hay là rước? Nói con biết coi. Gì cha? Khỏi rước ha. Rước chi? Ở đây gì vui ha. Chị khỏi rước mà. Đó quý vị khán giả cũng thông cảm cho em. Như nhiều quý vị khán giả mà nói với em, thật sự em cũng rất là buồn luôn quý vị khán giả. Tại vì em cũng đâu có muốn mà gáp lại đâu, nhưng mà thật sự là cô Dung muốn vậy. Thấy không? Nhưng mà cũng đâm ra lời nói thôi, mới có chuyện này chuyện kia cho quý vị khán giả được xem. Với cái sự mà duyên dáng của cô Dung, chứ bây giờ ấy gì đâu mà có nhiều phí khán giả nói chuyện. Thật sự em cũng rất buồn, cũng có một số thôi nha, em cũng rất buồn. Chứ quý vị khán giả nghĩ đi, em lên đây em đồng hành cùng cô Dung là thứ nhất á, thì em cũng nói thật luôn là thứ nhất là em thương cô Dung, thứ hai thì em cũng có khoản doanh thu nho nhỏ từ cái việc mà quay cô Dung ha, chứ nó cũng không có đủ chi phí cho em đâu quý vị khán giả. Thiệt á, nếu mà nó có nhiều cái chuyến mà nhiều quá thì nó hơi dư chi phí một tí thôi, còn có chuyến thì hụt chi phí luôn. Không, chứ em đâu có phải quay cô Dung mà làm giàu làm có gì. Nhưng quý vị khán giả thương em giống như là thương cô Dung thì bình luận này kia cho dễ nghe chút ha. Thì sự em cũng rất buồn, chứ không phải là em quay cô Dung mà để gọi là em làm giàu đâu nha. Tại em làm cái này hình thức là cũng vậy là vui. Quý vị khán giả cũng xem thử coi, lượt xem quay được cô Dung coi có gọi là khủng không mà có tiền. Mà em cũng nói luôn cho quý vị khán giả dễ hiểu nha, 1.000 lượt xem đối với chủ đề mà quay cô Dung là tầm cỡ 13-14.000 đồng, thì quý vị khán giả cộng lên coi là được bao nhiêu tiền. Mà trong khi đó đâu phải lên quay cô Dung là dễ đâu quý vị khán giả, phải canh này kia nhiều chuyến. Cô Dung thương thì cô Dung cho quay, còn không thương thì cũng đuổi về thấy bà luôn, chứ đâu có quay được dễ đâu. Dạ thì em cũng bày tỏ vậy thôi, chứ em không có ý mà trách móc ai hết, chỉ nói cho quý khán giả hiểu thêm thôi. Nãy chị con điện có mấy đứa em ở Sài Gòn gì điện chơi. Rồi cô Dung hồi sớm giờ có ăn cái gì chưa cô Dung? Gòi nữa. Ăn gòi hả? Ăn với ăn món gì ạ? Ăn món gì con? Cá đi, món gì? Ăn cá hả? Cá gì? Cá lóc gì? Cá lóc hả?
À, cô kêu cái bà đó bằng gì? Ngoại hả? Năm gì trời? Bà Năm hả? Bà Năm đổ rượu, đặt rượu chứ. Rượu bác ngon lắm hả cô Dung? Khỏi chơi luôn hả? Ngon lắm hả? Uống vô xỉn không? Bà uống một cốc nữa rồi ngon không? Mà cô uống thử lần nào chưa? Không. Không hả? Cô Dung nói vậy, quý vị khán giả từ gấp về em quay cô Dung nhiều rồi. Cô Dung nói vậy chứ cô Dung đâu biết ngủ đâu. Mà nó uống nguyên một ly này kia ha. Rồi sớm giờ lên Hồng Ngự có gì vui không cô Dung? Không à, bữa nay không vui hả? Bữa nay lễ mà không vui hả? Tao chiêu cờ quá trời luôn, đẹp. Xem đã ngồi chuyện qua cắn mẫu đi chứ quẹo. Tao không coi, tao. Cắn sao? Đụng vô với chiếc xe lịch của người ta là ông thì giải luôn. Ờ sao sao chạy sao để cá hả? Để ông nội nó uống bụng xỉn rồi lũ vô chiếc xe địch của người ta. À, chết tại chỗ luôn. Chết tại chỗ luôn, bụng máu hay gì. Tọc luôn. Rồi có người thân không lại không? Bà già lỡ lỡ kiếm chuyện ông thị xế. Ờ, à, ông bắt kiếm chuyện sao? Tại con bà lũ vô chiếc xe địch của người ta. Ờ, à, tại ông xỉn quá không? Xỉn ông lũ vô. Lũ vô chiếc xe địch thêm một con góp. Luôn, thả tay luôn. Có dân chào rồi không? Dân chào rồi không? Dân chào qua luôn. Chào á? Nhiều không? Thầu không? Rồi vậy? Con bắp không? Không. Rồi muối với số không? Muối số còn ai có chúng đặc biệt không? Không mua em, anh không mua. Rồi sao coi không? Thì em thấy thì đền tiền chứ gì ai biết. Ờ à, đền tiền gì? Đền nhiêu tiền? Mấy cây à? 4 triệu chứ nhiêu. 4 triệu? Một hộp luôn, liệm luôn. Khiên đông không? Đông như lắm chứ. Khởi cỡ nhiêu người khiên? 8 người gì? 8 người hả? Cỡ 8 người đông quá mà cỡ 8 người rồi đem đi chôn đâu? Trong đất nhà ở trên đó. Nhà ở đâu? Nhà đừng đăng hồng đi ngay vô nữa. Tàu đi bộ hay đi xe? Xe. Xe gì? Xe cứu mình nữa. Rồi xe cứu không? Ồ tàu. Rồi cô cô có vô trọng tham gia tham dự không? Xong đi. Đi vui vui. Sao ghét sao? Ghét gì? Ghét ông có nào chết á. Ờ sao ghét? Ghét sao? Đủ vô chiếc xe lịch của người ta là mạng người ta nữa. Ồ, người ta nữa. Là mạng nữa. Ừ, thường như vậy. Chuyện qua là bính lộn luôn. Rồi thường như vậy. 4 triệu gì? Đập chiếc xe lịch của ông thị xế quanh chảnh cho. Tàu. 7 kiến luôn. Tàu, 7 kiến chiếu hậu luôn. Mà đền có 4 triệu à? Người ta cho cái hầm lông còn chơi. Ồ, chứ đội hầm gì? Hầm gòn. Hồng Gòn mới chịu, không chịu Hồng Long mà Hồng Gòn. Thì mấy định định còn hồi lại con bà chứ tại ơi. Ờ, mà đời thường phải không? Rồi bà trả lời sao? Nha. Ồ. Mấy cái bà bắn con tiêu không hả? Bà thứ lại ta... luôn. Ờ, à, lại luôn. Trời ơi. Rồi hôm ngày cô đi có gặp đám gì không? Không đám gì luôn. Rồi sáng giờ cô đi đâu? Sáng vòng nhà bà Tám ngồi nắng chơi. À chơi hả? Thấy sáng sớm con thấy cô đi lên mà. Cô ra ngoài rồi cô đi lên rồi cô đi đâu? Tám đâu có cho đi nữa thôi. Sao hả? À? Bà nói sao không cho đi? Chưa nhà tiếp bà Tám nấu rụng. Tao quậy. Sẽ làm gì? Ăn liên quan gì? Tao không tao 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 liên quan gì? Tiệc gì ăn liên quan gì? Liên quan gì? Ăn lễ gì em biết không? Ăn lễ phải không? Rồi chừng nào đi? Em biết bà đám đâu. Ý là mới mời cô nào? Ra ngoài là ăn luôn hay là chạy bàn? Ăn đây luôn. Ăn luôn hả? Đem nhà con ăn luôn. Nhà bà Tám lắm. Ờ, nhà bà Tám gần đây không? Bà đãi nhiêu mâm hả? Đầu tương không? Rồi mời nhiêu mâm? Ai biết bà. Nghe. Bò gì tùm lum tàu đầu tương mà thịt bò này kia rồi
mấy. Rồi vậy. Có mua bia gì không? Cỡ nhiêu thùng bia? Thì ông già nuôi chỗ này đi nè. Hiểu nè. Mua bia không biết mấy thùng. Một đống luôn. Chắc đóng luôn, chắc kéo nguyên xe tải luôn hả? Chứ gì vậy? Trời ơi. Im ha. Trời. Dữ thiệt chứ. Rồi giờ Vinh Anh chiều nay có rau nữa không? Không. Không đi hả? Cái nhà luôn hả? Cái nhà đi cô, cái này nắng quá đi này kia nó nóng nực chết bà luôn. Cái nhà. Chứ phải á. Ha, có nhà khỏe, vui. Đó, nó gấp tiền điện cô kìa, cô có xài điện không? Không. Không xài điện mà sao mà chuẩn bị vô gấp tiền điện kìa. Cô có thích xài điện không? Câu đèn cho sáng. Đó, đèn miếu đó. Ý là đèn, đèn cái quần áo của cô ngoài luôn kìa, đóng bóng đó đó. Là đủ sáng rồi phải không? Thì khỏi là sáng từ trong đó phát sáng ra khỏi câu đèn dữ vậy. Trời ơi tưởng đâu cô gấp tiền điện cô chứ. Rồi cô không biết nấu ăn hay gì mà trong nhà không có bếp gì hết nấu ăn hết cô vô chị sao hả? Đây ta nấu sẵn cho mình ăn sướng không? Phải không? Trời ơi.